Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Kim Thúy và ông Nguyễn Duy Bình có buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ ba, cử tri cũng đề đạt Quốc hội quan tâm về giải pháp can thiệp, kiểm soát việc giá xăng dầu, giá vàng tăng kéo theo giá cả hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và việc phục hồi kinh tế sau dịch. Nghiên cứu tiếp thu ý kiến về môn học lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, kiến nghị một số vấn đề về sách giáo khoa và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian đến.